nó sẽ làm nóng mà chú. Rồi cái miếng đó nó chảy ra. À. Cái này là cái này ít thấy mấy chỗ sửa xe làm lắm. Gõ cái dán vô á. Cái này như cái kiểu này chắc lâu rồi á. Cái này quá lâu rồi. Kiểu này thấy gì nó chắc chắn hơn đó.